Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay quy trình mà mình trồng dâu tây ra vườn nhé. Đây, thì mình sẽ chạy bằng ống nước đây ạ. Đó, mình đang trồng được 2-3 luống rồi. Đây, hôm nay mình đang kéo vòi nhé. Vòi nước đây, dây chảy nhỏ giọt đây. Bình bình lên. À, vì là thời gian trồng dâu tây gấp nên là mình không có thời gian để mình quay lại nhiều, cho nên là nhưng mà từ bây giờ đi thì mình sẽ quay về vườn dâu của mình nhiều hơn. Các bạn cùng đón xem những video của mình nhé. Xin chào mọi người.